Ôi, anh bảo nhá, nếu em đã xác định bỏ thuốc là em bỏ hẳn. Thường thường ấy, tôi giống các bạn ấy, bỏ thuốc xong nhá. Thôi, mẹ hút lốt điếu này, hứa luôn hút lốt điếu này. Xong vẫn hút, ăn cơm xong bỏ thuốc, mình chết đầu cái này nhá. Ăn cơm xong ấy, và sáng này ra ấy, ăn chua chua cay cay ấy, sáng này ra là thèm thuốc, cứ ăn cơm xong mà thèm. Thế cho nên là bỏ được là bỏ luôn. Lúc nào cũng bảo ôi, ăn lốt bữa cơm này, ăn lốt cơm bát này, hút điếu thuốc, rồi mai bỏ nhá. Để ăn xong có thèm nó vật. Mấy bà mứa phải không? Mấy bà con gái không hiểu được cái cảm giác vật thuốc lá nhà đâu. Vật thuốc lá nó là nhẹ đấy, vật thuốc lá mới là khó. Vậy vật thuốc lá mới dã man. Ở đây ai hút hút thuốc lá tự biết. Lúc nào lốt lần này mà. Anh nói thật nha, cái vấn đề mà bỏ thuốc lá ấy, em ạ, nói thật ra do đúng em hết, do bản lĩnh của em có hay không thôi. Em muốn bỏ hay không là do em, còn em muốn hút lại hay không là do em, đấy là do em thôi. Em muốn hay không là do em thôi. Còn động lực của anh mà bảo là anh bỏ thuốc lá là vợ anh của em bé, thế thôi, động lực của anh là đấy. Anh thuốc lá thì 98% anh bỏ rồi, còn thi thoảng mà buồn buồn hay còn vấn đề gì anh làm một ngày ơi thôi. Cái vấn đề như kiểu là bây giờ ngày mai em bảo là sáng ra em dậy thì em tập thể dục ấy, em hẹn đồng hồ 5:30 6 giờ sáng, em hứa bản thân em dậy tập thể dục ấy. Mà cái vấn đề là khi mà bảo thức dậy em có muốn dậy hay không. Còn em muốn dậy em bật dậy em vào em rửa mặt phát là em đi tập thể dục luôn. Còn em bé muốn dậy thì em làm em bảo chợp mắt em thì đợi em chợp là em đỡ dậy. Cái vấn đề là thế thôi.